Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm. Đấy chính là lưỡi dao cạo râu thay thế của Panasonic. Như các bạn đã biết, cái gì cũng có hạn sử dụng. Và lưỡi dao cạo râu cũng vậy. Thì các lưỡi dao cạo râu bên trong thì đều có các hạn sử dụng riêng, tuổi thọ sử dụng khác nhau. Khi các bạn thay thế các lưỡi dao cạo râu mới thì dao cạo sẽ sắc bén hơn và các bạn sẽ thoải mái sử dụng hơn. Thì thường thay thế các lưỡi dao cạo râu bên ngoài khoảng 1 năm và bên trong thì khoảng 2 năm nhé các bạn nhé. Các bạn có thể xem một số hình ảnh chi tiết về các lưỡi dao cạo râu thay thế và mình để trên này. Các bạn có thể nhìn thấy là đầu xoay linh hoạt tự động điều chỉnh theo từng đường nét trên khuôn mặt của bạn. Đây là một chiếc dao cạo râu linh động và thoải mái. Lưỡi dao cạo râu này sẽ không gỉ và được sản xuất chính hãng tại Nhật. Các bạn có thể nhìn đây, hiệu Panasonic nhé. Tất cả trên này thì đều ghi bằng tiếng Nhật nhé. Đây là hình ảnh chi tiết về một lưỡi dao thay thế. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các bạn khi mà sử dụng lưỡi dao cạo râu. Thứ nhất là không nên cạo râu vào buổi tối để tránh các tổn thương trên mặt. Cái thứ hai đấy là nên cạo râu trước khi ăn sáng, vì là sau khi ăn sáng thì các bạn sẽ làm chảy máu hơn. Cái thứ ba đấy là rửa mặt thật sạch bằng nước ấm để cho thoát các lỗ chân lông to ra và dễ dàng cạo râu hơn, và cạo râu theo chiều của sợi râu nhé. Tiếp theo, sau khi các bạn cạo râu xong thì nên rửa mặt bằng nước lạnh để cho dễ dàng xe khít lỗ chân lông hơn. Sau khi cạo xong thì các bạn nên thoa dung dịch loại có cồn để sát khuẩn cao, nhưng mà lưu ý là nên sử dụng loại cồn vừa phải, tránh để khô da. Bước cuối cùng là các bạn thoa một lớp kem dưỡng da để bảo vệ cho da hơn. Vậy tại sao thì các bạn lại nên sử dụng các lưỡi dao thay thế như thế này? Cái thứ nhất đấy chính là tăng thời gian sử dụng của các dao cạo râu, tiết kiệm chi phí. Cái thứ hai là cái này rất là dễ dàng tháo lắp khi mà để sử dụng. Cái thứ ba là sản phẩm dao cạo râu thay thế này được sản xuất chính hãng tại Nhật với các quy trình kiểm soát đặc biệt nên là chất lượng rất là cao, các bạn có thể yên tâm để sử dụng. Và cách bảo quản như thế nào thì sau đây mình xin giới thiệu một số cách để các bạn bảo quản cái lưỡi dao cạo râu này để kéo dài thời gian sử dụng hơn. Cái thứ nhất đấy là để dao cạo khô sau khi sử dụng. Sau mỗi lần sử dụng thì các bạn nên lắc đi cho văng hết nước đi để dao cạo khô. Sử dụng khăn sạch để thấm hoặc là sử dụng máy sấy tóc nếu như mà các bạn ở nhà các bạn có. Thứ hai đấy là các bạn nên cất một cách cẩn thận. Các bạn có thể cất ở trong tủ hoặc là treo trên tường bằng những móc treo chuyên dụng. Trên đây là một số review về sản phẩm lưỡi dao cạo râu thay thế Panasonic. Mời các bạn cùng xem nhé. Lần này tôi không mua lưỡi bên trong, chỉ thay lưỡi bên trong và lưỡi rất sắc nên các bạn không phải lo lắng về cách cạo. Tôi sử dụng một lưỡi dao khoảng 4 năm và khi tôi cạo, tôi cảm thấy hơi bị vướng nên tôi đã mua một cái mới. Lưỡi dao mới cho tôi cảm giác hoàn toàn khác, thoải mái. Sau khi mua về tôi sử dụng bình thường nhưng lo lắng không biết có xảy ra hiện tượng gì không. Nhưng mà tôi đã không gặp bất kỳ vấn đề gì khi mà tôi mua sản phẩm này. Máy cạo râu rất tốt, mình mua mới lần đầu khoảng 1 năm 8 tháng. Trước khi thay lưỡi ngoài mới cạo khá lâu, sau khi cạo xong da mặt ngứa ra và đau nhưng sau khi thay lưỡi ngoài mới thì thấy nhẹ. Cạo như vuốt ve thôi cũng làm cho nó mịn và không đau một chút nào. Tôi đã nghĩ đến việc thay thế đó bằng một chiếc máy cạo râu cao hơn, nhưng tôi đã nhận ra ngay cả một chiếc máy cạo râu rẻ tiền cũng đủ dùng nếu lưỡi dao bên ngoài thường xuyên được thay mới. Thì trên đây là một số review mà các bạn có thể tham khảo. Shop Nhật Việt thì chuyên order hàng hiệu Nhật Bản giá rẻ, thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã xem review của mình, thì chúc các bạn một ngày tốt lành.